Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. R25 thời mới lộ diện trong giải đua ARRC 2008. Thời gian gần đây để chuẩn bị cho cái giải đua ARRC 2008, các đội đua từ hạng 150 cho tới 600cc đều được chạy thử tại cái đường đua mới diễn ra ở Thái Lan. Cũng tại cái đường đua lần này, Yamaha đã để lộ ra cái chiếc R25 thời mới cũng đang được chạy thử. R25 là cái mẫu sport bike ở hạng 250cc. Ngoài ra còn có hạng là 320cc mang cái tên R3, được phân phối các thị trường khác nhau ở Đông Nam Á của nhà Yamaha. Thời gian vừa qua đã có rất nhiều thông tin về cái dòng R25 và R3 sẽ có một dòng xe mới được cải tiến trên khung sườn và dàn chân cũng như khối động cơ cũ được tối ưu hơn. Và mới đây, hình ảnh của R25 mang kiểu dáng tương tự như người đàn anh R6 đã được lộ diện. Cái đột hơn cũng được chạy thử tại cái đường đua ở làng trong cái giải đua ARRC 2008. Phần đầu trước đã được thiết kế lại, kiểu dáng này tương tự với những người đàn anh như R6 và R1 với cái lỗ hút khí nằm ở vị trí trung tâm. Đây được xem là công nghệ REM-A được Yamaha phát triển trên những dòng xe của mình. Honda cũng đã từng thiết kế công nghệ này trên cái chiếc Super R250 RR. Do đó Yamaha sẽ không bỏ qua công nghệ này trên dòng xe cùng phân khúc. Với kiểu dáng có cái lỗ hút khí nằm ở vị trí trung tâm thì cái dòng R25 thế hệ mới nhất, nhiều nghi ngờ sẽ đặt ra Yamaha đang phát triển một động cơ hoàn toàn mới áp dụng công nghệ REM-A ở cái hạng là 250cc hoặc là 320cc. Cánh bẩn cũng được thiết kế lại khí độc hơn, và cách thiết kế này cũng tương tự với chiếc R6 hay là R1. Còn một cái chi tiết khác cũng được đồn thổi là R25 sẽ được trang bị thêm phục trước upside down. Tuy nhiên với phiên bản chạy thử lần này, chúng ta thấy được phục trước là dạng ống lòng thường. Cái chiếc R25 thế hệ mới sử dụng cái khung sườn cũ, dàn cấp sau cũng tương tự, tuy nhiên khối động cơ có một chút khác biệt. Cho đến thời điểm này vẫn chưa xác định đây có phải là hình dáng chính xác của dòng R25 thế hệ mới hay không. Và chúng ta cùng xem các thông tin khác trong thời gian sắp tới nha. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, subscribe.